Chương 352, hoàn lương hàng ngày, 35. Quỷ lệ ra oai chưa tới 3 giây Minh Thủ đã ra tay trước, sau đó là Phong Bắc, hắn chỉ mới sở Ngũ Tuyệt Bảo Điển một lúc mà đã bị hai người liên kết đoạt lại. Quỷ lệ, các ngươi không muốn, còn dành làm cái gì, mọi người. Hai tên bệnh thần kinh này lại đánh người, Minh Chủ mau phái binh đến tiêu diệt bọn họ đi. Quỷ lệ này rất có danh tiếng nhưng không phải là người Trung Nguyên, hắn là người ngoại bang, nghe nói cái mặt bên kia của hắn là do luyện công mà thành ra như vậy. Vì Ngũ Tuyệt Bảo Điển, hắn đã vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, kết quả là không cướp được Ngũ Tuyệt Bảo Điển còn mất hết mặt mũi. Quỷ lệ quấn lấy Minh Thủ và Phong Bắc nhiều ngày, nhưng mỗi lần đều bị đánh thê thảm. Quỷ lệ đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình, những thuộc hạ của hắn nói hắn thiên hạ vô địch thống nhất Trung Nguyên, dễ như trở bàn tay, sao lúc này gã có cảm giác mình bị lừa, nói gã thiên hạ vô địch đâu, mình còn chưa bắt đầu, đã bị người ta đánh ngã. Quỷ lệ thuộc loại càng đánh càng hăng, càng không có được đồ thì càng muốn giành lấy. Minh Thủ cực kỳ phiền, mỗi lần ăn đều bị gã đến quấy rầy. Cuối cùng Minh Thủ đóng gói hắn ném cho một đội buôn, để người ta mang hắn về quê nhà. Nhưng mà không có quỷ lệ, cũng có những người khác mơ ước Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Phong Bắc trong cơn tức giận đã dẫn Minh Thủ quay về Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Không phải hắn không ra ngoài là được rồi sao? Ngũ Tuyệt Thần Giáo vẫn rất xem trọng giáo chủ phu quân Phong Bắc, mỗi ngày họ đều rượt dây hắn và Minh Thủ nhanh chóng sinh tiểu giáo chủ. Phong Bắc kiêu ngạo không thôi, nội tâm cũng là các loại chửi thề. Hắn cũng muốn sinh nhưng giáo chủ các ngươi không phối hợp, một mình hắn có thể sinh tiểu giáo chủ sao? Hắn cũng không phải loài lưỡng tính. Giáo chúng cực kỳ quan tâm đến vấn đề cá nhân của Minh Thủ, cũng không cần Minh Thủ mở miệng, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Hộ pháp xuất quan thấy giáo chủ nhà mình, chẳng những có người làm ấm giường còn muốn thành hôn, rất yên tâm tiếp tục bế quan. Nhưng Minh Thủ nghe đám giáo chúng bàn tán sau lưng, hộ pháp căn bản không hề bế quan. Hắn thầm mến một cô nương, lén lút xuống núi nhìn lén nhưng mà cô nương người ta không biết hộ pháp thích mình, cho nên hộ pháp đang yêu đơn phương. Minh Thủ vừa nghe, cái này còn lợi hại hơn, cái gì hộ pháp cũng vứt cho nàng, một mình chạy đi ung dung tự tại. Cho nên hộ pháp chạy chưa được 2 dặm đã bị túm về. Hộ pháp trừng mắt tức giận nhìn đám giáo chúng kia. Giáo chúng cười khúc khích, chạy đi nhanh như một làn khói. Hộ pháp nghiêm túc, cố gắng nói chuyện với Minh Thủ. Giáo chủ, bây giờ ngài đã có thể tự mình đảm đương rồi, thuộc hạ cũng muốn có cuộc sống mình muốn. Hộ pháp à? Hộ pháp nhìn nữ nhân bên trên cười đến rực rỡ, nuốt một ngụm nước bọt. Giáo chủ. Minh Thủ nói lời sâu xa, ta đã cho bọn họ xuống dưới cầu hôn. Cô nương kia đồng ý gả vào Ngũ Tuyệt Thần Giáo chúng ta, hôn lễ cùng một ngày với ta. Hộ pháp thấy ta sắp xếp chuyện này thế nào? Hộ pháp. Giáo chủ chưa hề nói cho hắn nghe. Chủ ý này không phải của Minh Thủ mà là của đám giáo chúng kia. Nàng chỉ hỏi một câu, nếu hộ pháp không chịu đi thì ai sẽ thành hôn? Sau đó đám giáo chúng kia hí ha hí hửng mang sính lễ đi cầu thân. Lời nói đầy đủ của bọn họ chính là, nếu chúng ta không giúp hộ pháp một tay, cả đời này hộ pháp cũng đừng mong được nắm tay cô nương nhà người ta. Bọn họ đều vì hạnh phúc cả đời của hộ pháp. Minh Thủ giải quyết dứt khoát, cho nên sau này hộ pháp ít bế quan lại đi. Toàn bộ trên dưới giáo phái phải trông cậy vào ngươi. Ngũ Tuyệt Thần Giáo nhiều người như vậy, chuyện phải làm cũng không ít, nếu không toàn bộ giáo phái phải cạp đất ăn. Minh Thủ vứt hết cho hộ pháp, cuối cùng cũng có thể thoải mái ăn rồi. Đến gần hôn lễ, Minh Thủ phát hiện hình như đã lâu mình không thấy Phong Bắc. Nàng lôi một giáo chúng, thấy giáo chủ phu quân của các ngươi đâu không? Đám giáo chúng suy nghĩ một chút, hình như xuống núi rồi, ta nghe giáo chủ phu nhân nói ngày ấy muốn đào hôn. Minh Thủ. Đám giáo chúng lại nói, đã sắp 3 ngày rồi, giáo chủ ngài không biết sao? Nội tâm Minh Thủ lạnh lẽo, các ngươi không nói với trẫm làm sao trẫm biết? Đúng rồi, giáo chủ phu quân còn cầm theo Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Đám giáo chúng đột nhiên nghiêm túc, giáo chủ, người nói coi giáo chủ phu quân giống như ôm tiền chạy trốn không? Ngươi còn biết ôm tiền chạy trốn, thực sự vất vả cho ngươi. Tuy bọn giáo chúng không nói cho Minh Thủ rằng giáo chủ đào hôn, nhưng vẫn phái người theo hắn, Minh Thủ muốn tìm rất dễ dàng. Tại sao Phong Bắc muốn đào hôn? Hắn nghe được Minh Thủ và giáo chúng thảo luận ngày kết hôn muốn cho hắn mặc áo cưới đó. Cái loại dành cho nữ nhân. Hắn có thể không đào hôn sao, hắn phải về Thất Tinh Điện, sau đó đoạt lại Minh Thủ trong tay đám bệnh thần kinh kia. Phong Bắc cất Ngũ Tuyệt Bảo Điển, tuy hành tung bí mật nhưng vẫn bị một số người trông thấy, khiến hắn đi 3 ngày vẫn chưa thể quay về Thất Tinh Điện. Giáo chủ phu quân, ngài chờ chúng tôi một chút. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đám người, Phong Bắc vội dùng khinh công chạy đi. Đám giáo chúng đuổi theo không dứt, lần đầu tiên Phong Bắc phát hiện khinh công đám giáo chúng này lại. Châu bò như vậy, giá trị vũ lực của bọn họ đều đổi thành khinh công rồi sao? Lúc sau, Phong Bắc phát hiện đám giáo chúng này không chỉ giỏi khinh công, mà giá trị vũ lực cũng không yếu ớt như bình thường họ biểu hiện, đúng là một đám diễn viên. Các ngươi đừng ép ta ra tay. Phong Bắc cố gắng duy trì thiết lập, tránh ra. Giáo chủ phu quân, ngài đừng làm khó dễ chúng ta. Giáo chủ nói nếu ngài bỏ chạy chúng ta phải đi cạp đất. Đất không dễ ăn chút nào. Cho nên chỉ có thể để giáo chủ phu quân thiệt thòi một chút. Phong Bắc bị dẫn đến gần thành trấn. Tuy rằng hắn có thể phản kháng cũng có thể chạy, nhưng Phong Bắc cảm thấy, nếu mình chạy có thể sẽ chọc giận đến tên bệnh thần kinh khủng bố kia. Vì nhiệm vụ nên hắn đành để bản thân chịu thiệt bị trói đến. Điện chủ cũng muốn đào hôn sao? Phong Bắc bị đẩy mạnh vào phòng, hắn liếc mắt liền thấy nữ nhân dựa vào cửa sổ. Phong Bắc hít sâu một hơi, nói ra lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị xong, ta về Thất Tinh Điện chuẩn bị sính lễ cho nàng, không có đào hôn. Thật không? Đương nhiên. Phong Bắc nói vô cùng hùng hồn, hắn vốn cũng không có ý định đào hôn. Hắn chỉ muốn cầm lại quyền chủ đạo, không muốn bị gả cho Ngũ Tuyệt Thần Giáo mà thôi. Lão tử là nam nhân nghiêm túc. Đây cũng không phải đường đến Thất Tinh Điện. Minh Thủ nhướng mày cười, điện chủ gạt ta không biết đường. Đám người kia đuổi theo ta không bỏ, ta có thể làm sao? Phong Bắc cắn răng, còn không phải là giáo chủ tự mình đào hố sao? Bình tĩnh. Lão tử có thể thắng. Minh Thủ suy nghĩ một chút, cũng không truy hỏi vì sao hắn đi hướng này. Vì sao đào hôn? Phong Bắc bực mình không muốn nói nhưng Minh Thủ lại đi tới chỗ hắn. Phong Bắc lập tức nói ra, nàng nói với. Bọn họ, muốn cho ta mặc áo cưới, ta là điện chủ Thất Tinh Điện là thân nam nhi. Làm sao có thể mặc áo cưới? Người giang hồ sẽ cười nhạo hắn đến chết đó. Sau này làm sao gặp người khác đây? Khóe miệng Minh Thủ giật một cái, là vì chuyện này. Nàng còn tưởng rằng vì chuyện quan trọng gì đó mà nàng không biết, kết quả là vì những lời này. Ta chưa từng nói. Chính tai ta nghe, nàng còn chối à? Lúc bọn họ thảo luận, ta không tham dự. Lúc bọn giáo chúng thảo luận nàng thực sự có mặt, nhưng chỉ ở một bên nghe căn bản không chen vào nói. Bọn họ kỳ lạ nhưng cũng biết chừng mực. Chuyện như thế này cùng lắm là nói cho đã miệng, nếu bọn họ thật sự cho điện chủ Thất Tinh Điện mặc áo cưới, đoán chừng phải vứt chủ bỏ giáo. Chương 353, hoàn lương hàng ngày hết. Nguyện vọng của Phong Bắc quay về Thất Tinh Điện, mang binh đánh Ngũ Tuyệt Thần Giáo cướp giáo chủ đã thất bại. Tại sao nàng tới tìm ta? Phong Bắc nhân cơ hội hỏi Minh Thủ, không phải là nàng thích ta chứ? Ngươi đã ngủ qua với ta thì làm sao có thể lưu lạc bên ngoài? Minh Thủ cười như không cười nhìn hắn. Phong Bắc nhịn không được trợn trắng mắt. Bị Minh Thủ nhìn thấy Phong Bắc nhanh chóng đổi thành nghiêm túc, nếu nàng không thích ta, phái người tới bắt ta là được rồi cần gì phải tự mình đến. Hắn dựa sát vào Minh Thủ, dùng giọng chắc chắn, nhất định là nàng thích ta. Điện chủ lấy tự tin ở đâu nghĩ ta sẽ thích ngươi. Mặt. Phong Bắc rất tự tin với mặt của mình. Quả nhiên không biết xấu hổ. Phong Bắc hừ một tiếng, vậy nàng không thích ta. Minh Thủ mỉm cười, ta không thích ngươi, cũng không thích làm ngươi. Phong Bắc khựng lại, nhưng Phong Bắc lão luyện rất nhanh chóng bình tĩnh hừ một tiếng, một ngày nào đó nàng sẽ thích ta. Bệnh thần kinh hở một tí là lái xe, nếu không phải kỹ năng lái xe của lão tử tốt thì đã sớm lật xe rồi. Ý ngươi muốn nói ở lâu ngày sinh tình. Chẳng lẽ không đúng? Minh Thủ tươi cười tỏa nắng, trong đôi mắt như hàm chứa gió xuân, tiếng nói mềm nhẹ theo gió, điện chủ thử rồi sẽ biết. Phong Bắc, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Minh Thủ dẫn Phong Bắc quay về Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Khi đi ngang qua một thành trì gặp được Nhiếp Sương, nàng ta đang chạy thục mạng, người đuổi theo phía sau hình như là tay chân của Thanh Lâu. Nhiếp Sương bị người phía sau đuổi tới, đè trên mặt đất, nàng ta giãy giụa như điên nhưng không thoát ra nổi, cuối cùng ngay cả miệng cũng bị chặn lại. Những người đó áp chế dẫn nàng ta về. Ánh mắt Minh Thủ và Nhiếp Sương vừa khéo chạm nhau. Nàng nắm lấy tay nam nhân xinh đẹp đứng trong đoàn người cười nhạt đứng xem, trong nháy mắt Nhiếp Sương hiện lên thù hận mà trước đây chưa từng có. Mình muốn giết nàng ta. Nhưng hiện tại ngay cả cơ hội giãy giụa nàng ta cũng không có. Con sâu nhỏ làm nàng ta không có năng lực phản kháng, nàng ta chỉ có thể mặc người khác bắt giữ. Ta vẫn không rõ, vì sao nàng lại nhằm vào Nhiếp Sương. Nàng ta trộm Ngũ Tuyệt Bảo Điển, thế nhưng nàng đã cầm về rồi sao lần này vẫn đặc biệt ra ngoài vì nàng ta. Nhắm vào một người cần lý do sao? Minh Thủ kéo hắn sang bên cạnh mua kẹo đường, ta là giáo chủ Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Thân là nhân vật phản diện, nhắm vào một người thì không cần lý do. Nhân vật phản diện nên làm chuyện nhân vật phản diện cần làm. Ví dụ như, ý thế hiếp người gì đó. Phong Bắc vừa lấy tiền, vừa đưa kẹo đường cho nàng cầm, nàng đối xử với người khác đâu có ác như vậy. Đối với người nào nàng cũng cười khanh khách, nhưng nụ cười kia không có quá nhiều ý nghĩa, như là nụ cười tiêu chuẩn đặt ra. Minh Thủ cầm kẹo đường liếm một miếng, có thể do nàng ta khá xinh đẹp. Bọn họ ở bên kia. Phong Bắc và Mộ Linh bắt hai người đó lại. Minh Thủ cắn đứt đầu kẹo đường. Nhai răng rắc hai cái, sắn tay áo muốn đi qua đó đánh một trận. Phong Bắc lại kéo nàng bỏ chạy, đánh tiếp nữa sẽ không tới kịp hôn lễ. Phong Bắc và Minh Thủ thực sự không tới kịp hôn lễ. Cuối cùng, trong hôn lễ chỉ có hộ pháp và nương tử của hắn, Minh Thủ còn bị đám giáo chúng của nàng châm chọc. Hai người cùng bỏ lỡ hôn lễ. Đánh chết đám giáo chúng này đi. Một năm sau, Phong Bắc túm đám giáo chúng hỏi giáo chủ nhà họ đã đi đâu. Đám giáo chúng đang vội vàng chuẩn bị quà ra mắt cho tiểu hộ pháp, nên... Vừa há mồm chính là câu không biết. Phong Bắc tức đến đau dạ dày. Ngũ Tuyệt Thần Giáo vô cùng lớn, lớn đến mức hắn tìm một người tìm hoài không ra. Giáo chủ phu quân, ngài lại tìm giáo chủ à? Phong Bắc lạnh lùng, thấy nàng không? Hình như là xuống núi rồi. Giáo chúng cười hì hì, giáo chủ nói muốn đi truyền giáo tẩy não, chắc chắn là làm chuyện xấu. Phong Bắc, truyền giáo tẩy não. Đám giáo chúng này đã rất kỳ lạ rồi, nàng lại đi truyền giáo tẩy não nữa, dẫn về thêm nhiều giáo chúng kỳ lạ giống vậy nữa hay sao? Hiển nhiên, Phong Bắc và giáo chúng đều hiểu sai rồi. Năm nay là đại hội võ lâm 10 năm một lần, Minh Thủ cho giang hồ hảo hán đi học. Nội dung học, Ngũ Tuyệt Bảo Điển đó. Mọi người cùng nhau học, giang hồ hảo hán. Ai muốn cùng nhau học, huynh đệ tỷ muội đánh chết tà giáo kia cướp Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Minh Thủ bị truy đuổi về Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Phong Bắc ngồi trên con đường duy nhất lên Ngũ Tuyệt Thần Giáo, nhìn nàng đầy kỳ quái. Sao nàng không bị người ta đánh chết? Hiện tại toàn bộ giang hồ, không phải, người khắp thiên hạ, đều biết giáo chủ Ngũ Tuyệt Thần Giáo dạy người khác học Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Miễn phí, nàng nghĩ hay thật, muốn học phải giao học phí. Chính là đồ ăn vặt đó, chỉ lấy đồ ăn, không cần vàng bạc của cải. Minh Thủ đi lên bậc thang, những người đó quá yếu, ta sẽ cố gắng dạy bọn họ, cố gắng đến ngày nào đó bọn họ có thể đánh chết ta. Phong Bắc thiếu chút nữa nhảy dựng lên đánh chết nàng. Nàng có nhiều thời gian như vậy, sao không bồi dưỡng tình cảm với ta? Phong Bắc đứng trên cao nhìn nàng. Minh Thủ ngửa đầu nhìn hắn, hình như tối nào ta cũng bồi dưỡng tình cảm với ngươi không phải sao? Vậy sao nàng còn chưa thích ta? Minh Thủ nở nụ cười, nàng đi tới đặt tay lên vai Phong Bắc, dựa sát vào hà hơi bên tai, bởi vì... Ngươi thiếu nỗ lực. Thiếu nỗ lực, hắn thiếu nỗ lực chỗ nào? Mỗi ngày hắn đều nghĩ cách làm nàng hài lòng, muốn khoai tây không cho cà chua, muốn cà chua không cho chuối tiêu, nàng còn muốn thế nào? Chẳng lẽ là buổi tối hắn thiếu nỗ lực, ban ngày phải cố gắng, buổi tối cũng phải cố gắng, sao nàng không bị đánh chết đi? Này! Phong Bắc lấy lại tinh thần nhưng Minh Thủ đã đi thật xa, hắn nhanh chóng đuổi theo, lần này xuống núi sao nàng không gọi ta, nàng bị đánh chết thì ta phải làm sao? Thủ tiết đi! Ai muốn thủ tiết cho nàng? Giọng nói của hai người dần dần biến mất trong đỉnh núi. Sau này Ngũ Tuyệt Thần Giáo từ một tà giáo, biến thành một học đường dạy học. Sau này toàn bộ người giang hồ đều đến đây học Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Sau này giáo chủ Ngũ Tuyệt Thần Giáo bị tiểu hộ pháp vỗ một chưởng chết. Sau này, điện chủ Thất Tinh Điện suýt chút nữa giết tiểu hộ pháp. Sau khi bị ngăn lại, Phong Bắc rời khỏi Ngũ Tuyệt Thần Giáo, đến nay cũng chưa ai thấy qua Phong Bắc. Sau này, có giáo chúng phát hiện một ngôi mộ mới nằm cạnh mộ giáo chủ tiền nhiệm. Phu quân giáo chủ mộ linh của Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Hài Hòa Hiệu, ngươi có thể đi làm chút đồ lót dạ hay không? Lão đại như ta bị một đứa con nít đập chết là sao? Lúc chết, ít nhiều gì cũng phải cho chẫm một chút tôn nghiêm chứ. Chứng minh tiểu hộ pháp lợi hại thì thần giáo mới có hy vọng nối nghiệp. Chẫm nghe người khoe khoang. Màn hình mây trắng chậm rãi thổi đến, số liệu từ từ hiện lên. Họ tên, Minh Thủ giá trị thù hận, 150.000 nhiệm vụ nhánh, chưa hoàn thành. Mới gần 2 vạn giá trị thù hận, nhiệm vụ nhánh còn chưa hoàn thành. Đời này của nàng, nhiệm vụ nhánh đừng mong hoàn thành. Có chút buồn. Muốn. Ăn đồ ăn vặt an ủi. Ký chủ không xem phu quân của cô sao? Hài Hòa Hiệu đột nhiên nói. Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì hay so ra còn kém đùi gà của trẫm. Minh Thủ rất thờ ơ, dù sao. Sau này cũng còn cơ hội gặp lại. Đồ ăn vặt vẫn quan trọng hơn. Đế vương bệnh thần kinh Minh Thủ phất tay, đồ ăn tiếp theo đi. Chương 354, toàn chức gian thương, 1. Đầu đề game online, Lan Chỉ không nói lời nào đột nhiên tăng giá. Thế giới Hộ Hoa Linh, Cố Tiểu Thỏ. Thế giới, nha nha nha, đại thần. Chụp ảnh chung đi. Thế giới người thứ 8, đại thần gọi ai đấy? Thế giới hôm mưa gọi gió, ta biết, vừa nãy có một người tên Cố Tiểu Thỏ đoạt boss của đại thần. Thế giới hôm nay ta không ăn kẹo, xảy ra chuyện gì? Ai đoạt boss của đại thần? Thế giới, tương tư niên hoa, ha ha, tin hát hôm nay đây, đại thần bị cướp quái. À mà Cố Tiểu Thỏ là ai mà xuất sắc thế? Thế giới, Cố Tiểu Thỏ, xin lỗi tôi không cố ý, tôi không biết là sẽ đoạt được quái. Đại thần người ở đâu vậy, tôi trả lại đồ cho người. Minh Thủ vừa mở mắt liền thấy đối thoại không ngừng nhảy trong máy tính. Trên màn hình máy tính là một hình ảnh cổ đại xa xưa, bên trong có một khu cước đại hán nhách nhác đáng ghét. Đang ngồi trong một đống nấm có ký hiệu là nấm linh chi. Minh Thủ vươn tay sờ sờ mặt lắc lắc cổ có chút cứng ngắc, xung quanh cô là các loại túi đồ ăn vặt. thấy đồ ăn vặt đôi mắt Minh Thủ liền sáng lên, đến cái là có đồ ăn vặt luôn. Minh Thủ cầm một túi đồ ăn chưa được mở, tiện thể quan sát gian phòng. Ánh sáng rất mờ, gian phòng tương đối lớn nhưng trang trí quá đơn giản, trên giường có chút bừa bộn, trong không khí còn xuất hiện mùi không tốt lắm. Cô đứng dậy đi kéo rèm cửa, bên ngoài đang nắng chói chang, có lẽ đã lâu không tiếp xúc ánh sáng mạnh như vậy, mắt có chút không thích ứng. Bên ngoài là một khu chung cư xem ra rất xa hoa. Cô ngồi lại trên ghế tiếp thu cốt truyện. Đây là một thế giới lấy game online làm chủ đạo. Trước khi hồi sinh, nữ chính giả là nhân viên công ty game, hồi sinh lên người Liễu Nhan và phát hiện ra Liễu Nhan đang chơi game mà bọn họ thiết kế. Trước khi hồi sinh cô ta chỉ phụ trách thiết kế, không có thời gian để chơi game, nhưng sau khi hồi sinh cô ta phát hiện ra nam thần mình thầm mến cũng đang chơi trò chơi này. Trước khi hồi sinh nhan sắc của cô ta được coi là tầm thường, còn hơi béo, có thể nói là kiểu người hết sức phổ thông. Cho dù Tiêu Cảnh Hàn có hoàn mỹ thế nào đi nữa, cô ta cũng vẫn luôn tự ti vì nhan sắc và gia thế của mình, không dám tơ tưởng tới Tiêu Cảnh Hàn. Nhưng sau khi hồi sinh Liễu Nhan lại là một cô gái da trắng xinh đẹp chân dài, xét về gia thế lại càng môn đăng hộ đối với nhà Tiêu Cảnh Hàn, hai nhà còn có mối quan hệ thân thiết. Liễu Nhan nghĩ đây là ông trời cho cô ta cơ hội được một lần theo đuổi nam thần, vì vậy quyết định vào game theo đuổi Tiêu Cảnh Hàn. Dựa vào mức quen thuộc của cô ta với trò chơi, Liễu Nhan nhanh chóng tiếp cận Tiêu Cảnh Hàn. Thế nhưng Tiêu Cảnh Hàn đã có người mình thích, ban đầu Liễu Nhan còn muốn rút lui trong yên lặng nhưng cô ta không cam lòng, lén lút đi điều tra người Tiêu Cảnh Hàn thích là ai, sau đó phát hiện ra là một người kém mình về mọi mặt. Liễu Nhan càng nghĩ càng khó chịu, cảm thấy mình không thể hồi sinh vô ích như vậy được, cho nên cô ta bắt đầu sắp xếp, đầu tiên là lợi dụng quan hệ của hai nhà đến ở nhà của Tiêu Cảnh Hàn. Lúc sau phá hư quan hệ của Tiêu Cảnh Hàn và nữ chính, Liễu Nhan từng bước làm Tiêu Cảnh Hàn và nữ chính này sinh khoảng cách. Cuối cùng khi Tiêu Cảnh Hàn đi tìm nữ chính, cô ta sắp đặt hãm hại cố ý để nam chính nhìn thấy nữ chính ở cùng với người đàn ông khác. Tiêu Cảnh Hàn hết hy vọng với nữ chính, Liễu Nhan cùng Tiêu Cảnh Hàn chơi game, làm nhiệm vụ, cuối cùng thành công lên ngôi chiếm được tình yêu của nam chính. Nguyên chủ tên là Lan Chỉ, một người sống độc thân mồ côi cha mẹ chỉ để lại cho Lan Chỉ một căn hộ. Không bạn bè, không công việc, đam mê duy nhất chính là chơi game. Nguồn thu nhập của cô cũng bắt nguồn từ đây, chính là kiếm tiền trong game. Liễu Nhan chạm mặt nguyên chủ bắt đầu từ một món trang bị, Liễu Nhan muốn làm cho Tiêu Cảnh Hàn một binh khí đặc biệt hiếm nên cứ bám lấy Lan Chỉ không buông. Liễu Nhan muốn mua nhiều thứ nhưng lại trả giá không hợp lý, nói chuyện lại khó nghe nên nguyên chủ không muốn bán cho cô ta. Vừa hay có một người chơi cũng cần, hơn nữa ra giá không tệ, Lan Chỉ liền bán cho người chơi kia. Người chơi này lại có quan hệ khá tốt với nữ chính, Liễu Nhan lại thấy nguyên chủ và nữ chính đã từng cùng nhau đánh vài phó bản, nên cho rằng Lan Chỉ vì nữ chính mà làm khó mình. Vì vậy, Liễu Nhan lắm chiêu trò bắt đầu nhằm vào nguyên chủ. Ban đầu nguyên chủ không biết, sau này có một người chơi nói với cô ngừng không giao dịch với Liễu Nhan nữa và cũng không có ý tìm Liễu Nhan tính sổ. Nguyên chủ đứng đầu bảng tài phú, kỹ năng sống hầu như đều là cấp cao nhất, chuyên đi kiếm tiền, rất nhiều vật liệu quý giá hoặc không phát hành nữa chỉ có cô mới có. Liễu Nhan kết ân oán với nguyên chủ, trên diễn đàn mở tài khoản ảo nói xấu nguyên chủ, sau đó có người hùa theo, đăng thông tin cá nhân của nguyên chủ lên diễn đàn. Sau khi thông tin cá nhân bị lộ, nguyên chủ nhận được không ít điện thoại quấy rầy. Tài khoản còn bị người khác hack mất, lúc tìm lại được bên trong đã không còn gì. Nội tâm của nguyên chủ lại rất mẫn cảm, thần kinh khá yếu, sau này không còn chơi game nữa. Nhưng mà vô tình nguyên chủ phát hiện Liễu Nhan ở sát vách nhà mình, cô tìm Liễu Nhan chất vấn nhưng Liễu Nhan lại giả ngu, nam chính đương nhiên là giúp đỡ Liễu Nhan. Sau đó, nguyên chủ có tìm thêm vài lần nữa, không biết nguyên chủ đã trải qua những âm mưu gì, cuối cùng lại tìm cách cố gắng giết Liễu Nhan. Đương nhiên sau đó cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi tự sát. Nguyên chủ không đắc tội gì với cô ta, chỉ vì không mua được đồ vì giá cả của cô ta đưa ra không hợp lý, cô bán cho người chơi tình nguyện trả giá hợp ý cô, có gì sai sao, thời điểm Minh Thủ tới không sớm cũng không muộn. Liễu Nhan còn chưa làm quen được với Tiêu Cảnh Hàn, chỉ mới trà trộn được vào nhóm của Tiêu Cảnh Hàn. Thế nhưng đã qua khoảng thời gian mà Liễu Nhan tìm cô mua đồ. Minh Thủ nhìn khu cước đại hán trong màn hình hơi tấm tắc, rốt cuộc nguyên chủ vì nguyên do gì mà lại đi chọn khu cước đại hán. Trò chơi này tên là Tiên Ma Đại Lục, theo như chủ đề thì người chơi chia làm hai phía tiên và ma, đương nhiên trò chơi còn chưa cập nhật đến phần phân hai trận doanh tiên và ma, cho nên hiện tại người chơi đều là con người. Nghề nghiệp cho con người cũng chia làm rất nhiều mục, kiếm khách, cầm sư, pháp sư gì đó. Tổng cộng có 18 loại nghề nghiệp. Nguyên chủ chọn một loại cuối cùng, thú nhân. Nghề nghiệp này thực ra rất mạnh, có thể duy trì hình người cũng có thể biến thành hình thú. Thời điểm biến thành hình người hoặc hình thú thì cột máu không dùng chung. Nói cách khác là có hai mạng. Thế nhưng, thiết lập nhân vật ở nghề này lại là khu cước đại hán. một loại tạo hình vô cùng nhếch nhác, đáng ghét. Chỉ với thiết lập nhân vật khu cước đại hán, đã thành công duy trì sự cân đối nghề nghiệp trong game, nếu như không phải vì một chút đặc biệt nào đó, chắc sẽ không ai chơi loại nhân vật này. Cũng không biết nguyên chủ nghĩ như thế nào mà lại chọn một nghề nghiệp như thế. Tên cũng rất bình thường là tên thật của nguyên chủ. Người chơi dùng tên thật cũng không ít, cho nên nguyên chủ dùng tên này cũng không có gì lạ, thế nhưng kết hợp với thiết lập của khu cước đại hán kia, nhìn kiểu gì cũng không ăn nhập. Trò chuyện riêng Tây Sơn Dĩ Sơn, cậu còn băng tinh thạch không? Trò chuyện riêng, Tây Sơn Dĩ Sơn, sao lại đổi tên rồi, tôi còn tưởng mình tìm nhầm người. Khung trò chuyện riêng nhảy ra, hình như là khách quen cũ của nguyên chủ. Minh Thủ nhớ lại ký ức của nguyên chủ đánh máy trả lời. Trò chuyện riêng đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, không có băng tinh thạch. Về phần đổi tên, đương nhiên là vì tên này mới phù hợp nhất với thiết lập của cô. Trò chuyện riêng, Tây Sơn Dĩ Sơn, cậu kiếm giúp tôi đi, tôi cần dùng gấp. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, đây là phương pháp kiếm tiền của nguyên chủ, nếu cô không làm sẽ không có tiền mua đồ ăn vặt. Vì chính nghĩa, vì đồ ăn vặt. Chương 355, toàn chức gian thương 2. Nguyên liệu băng tinh thạch này khá hiếm, Minh Thủ lướt vật phẩm của nguyên chủ, sắp xếp một chút, lúc này mới bắt đầu liên hệ với người thường xuyên giao dịch thu thập băng tinh thạch. Minh Thủ làm xong mới nhìn kênh thế giới, lúc nãy Minh Thủ mới tới thấy trên kênh thế giới hình như là nữ chính. Cố Tiểu Thỏ là nữ chính chơi game gà mờ, sau khi vào trò chơi trải qua không ít chuyện ngu ngốc, nhưng cuối cùng có nam chính đại thần hỗ trợ. Hộ Hoa Linh không phải nam chính là Tiêu Cảnh Hàn tên hình như là. Minh Thủ lướt bảng xếp hạng ít tên tiêu tịch. Thế giới tiểu sử, vừa nãy Hộ Hoa Linh đánh boss, bị một tay mơ đoạt quái, ha ha, cho tôi cười một chút. Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, lầu trên cũng không sợ lát nữa bị đại thần truy giết à, dám cười nhạo đại thần. Thế giới, Tái Lai Nhất Thứ, báo đây, đại thần và gà mờ ở Tích Thủy Uyên. Thế giới Mộng Tha Thành, Tích Thủy Uyên không phải là bản đồ cấp 10 sao? Đại thần đến bản đồ cấp 10 đánh quái gì thế? Thế giới Tái Lai Nhất Thứ, thế giới của đại thần, bọn phàm phu các ngươi sao có thể hiểu? Đại thần chỉ muốn tưởng nhớ ký ức năm đó. Thế giới tiểu sử, không ngờ bị đoạt quái. Hay hay ha ha. Thế giới Cửu Dương Thần Khởi, này. Sao không thấy Lan Chỉ đại lão đâu nhỉ? Trên kênh thế giới đột nhiên nhảy ra một câu như vậy. Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, cái gì mà không thấy? Buổi sáng tôi còn nhìn thấy ở bên Tử Kim Sơn hái nấm. Thế giới Tương Tư Niên Hoa, Lan Chỉ đại lão còn đang hái nấm. Lan Chỉ đã hái nấm mấy ngày nay rồi, nấm ở Tử Kim Sơn sắp bị hái hết rồi. Vì linh chi ở Tử Kim Sơn khá giống nấm, cho nên người chơi đều gọi linh chi Tử Kim Sơn là nấm. Lúc Minh Thủ tới thế giới này, khu cước đại hán của cô đang ngồi trong đống nấm. Lan Chỉ là người chơi mảng đời sống, hái nấm là vì cô tìm được một phương thuốc làm một loại nước thuốc có thể trong nháy mắt phục hồi máu 20%. Chẳng qua là cần lượng nấm rất lớn, Lan Chỉ hái nấm mấy ngày cũng mới làm được có 5 bình. Thế giới Cửu Dương Thần Khởi, tôi không tìm được trên bảng xếp hạng, tôi tìm cô ấy mua chút đồ, tìm nửa ngày rồi. Nghe Cửu Dương Thần Khởi nói như vậy, mọi người mới mở bảng xếp hạng tài phú, đúng thật không có đại danh Lan Chỉ. Mà tên đứng đầu đã đổi thành đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Các người chơi đều nói rằng chưa từng thấy tên người như thế, bảng dẫn đầu 50 cũng không có tên nào như thế. Thế giới tiểu sử, đứng đầu bảng tài phú đổi người lúc nào thế? Sao một chút tin tức cũng không có? Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, các người khở quá, rõ ràng là đại lão đổi tên vào thông tin xem đi. Vẫn là người kia, mùi vị quen thuộc. Cách bào chế quen thuộc. Thế giới Tái Lai Nhất Thứ, run rẩy, đại lão đi hái nấm lại còn đổi tên, định làm gì đây không biết. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, dù sao cũng không phải làm cậu. Thế giới, hôm nay ta không ăn kẹo, mẹ ơi, đại gia đột nhiên lên kênh thế giới, sợ quá. Thế giới Cửu Dương Thần Khởi, đại lão, trò chuyện riêng với tôi. Cửu Dương Thần Khởi vừa phát trên kênh thế giới xong, khung trò chuyện riêng của Minh Thủ liền vang lên. Trò chuyện riêng Cửu Dương Thần Khởi. Đại lão, tôi nghe nói cô có bộ trang phục Đạm Nguyệt Vi Vân, không phát hành nữa, cô có thể bán cho tôi không? Trang phục khác với trang bị, tuy rằng cũng có thuộc tính có tác dụng, nhưng trang phục cũng chỉ để làm đẹp. Không có yêu cầu cấp bậc gì, có tiền là có thể mua, thuộc loại đạo cụ của người giàu. Nhưng trang phục không phát hành nữa không hề dễ lấy, dù sao thì nó cũng là phiên bản giới hạn. Đạm Nguyệt Vi Vân là bộ trang phục không phát hành nữa, nguyên chủ mới lấy được trong một phó bản ẩn, giá trị khoảng chừng 2.000 còn chưa tìm được người mua thích hợp. Chẳng qua là Cửu Dương Thần Khởi này là người của nữ chính giả, hắn mua đồ chơi này chắc là đưa cho nữ chính giả. Tăng giá tăng giá tăng giá. Trò chuyện riêng đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, 5.000. Trò chuyện riêng Cửu Dương Thần Khởi, phụt. Đại lão cô đùa gì thế, tôi từng nghe một bộ này tối đa là 2.000, cô tăng quá nhiều rồi. Trò chuyện riêng đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, Tôi thích, cậu có mua hay không? Người của nữ chính giả, phải đắt. Giá thấp làm sao có thể xứng với thân phận cao quý xinh đẹp lạnh lùng của nữ chính giả. Trò chuyện riêng Cửu Dương Thần Khởi. Minh Thủ báo giá rất cao, đương nhiên Cửu Dương Thần Khởi sẽ không mua. 5.000 và 2.000 là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Minh Thủ nhàm chán tiếp tục hái nấm, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn tin tức trên kênh thế giới. Có người nói Cố Tiểu Thỏ và Đại Thần Hộ Hoa Linh ngừng ở Tích Thủy Uyên một lúc, không biết thế nào kết quả Cố Tiểu Thỏ lại kết đôi với Đại Thần Hộ Hoa Linh đánh quái. Người chơi đều đùa giỡn nói đây là cách mới nhất để tiếp cận Đại Thần. Tử Kim Sơn gần Tích Thủy Uyên, Minh Thủ hái nấm chưa được bao nhiêu, ít của hai người chơi Cố Tiểu Thỏ và Hộ Hoa Linh xuất hiện ở nơi cách cô không xa. Cố Tiểu Thỏ cũng là người chơi mảng đời sống, Hộ Hoa Linh là một kiếm khách đứng hạng 3 bảng xếp hạng. Có thể là hai người đang trò chuyện riêng, Minh Thủ không biết bọn họ nói cái gì, thế nhưng rất nhanh Cố Tiểu Thỏ liền tung tăng chạy đi hái thuốc. Đại Thần Hộ Hoa Linh đứng ở xa xa, nhân vật không có hành động đoán chừng là đã rời đi đâu đó. Phụ cận Nhan Như Mộng, chúng ta tới đây làm gì? Phụ cận Tiêu Tịch, đánh quái. Phụ cận Nhan Như Mộng, nơi này là bản đồ cấp 20, có quái gì mà đánh? Minh Thủ nhìn đối thoại phụ cận đột nhiên nhảy ra, khóe miệng nhếch lên, nam chính cùng nữ chính giả online mà nữ chính ở bên kia. Có cho hay để xem rồi. Lúc này tuy nữ chính giả còn chưa lọt vào mắt nam chính, nhưng kỹ thuật của cô ta đã được nam chính công nhận. Minh Thủ nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Tịch và Nhan Như Mộng, trong đội còn có 3 người đều là đồng đội cố định của Tiêu Tịch. Phụ cận Tiêu Tịch, tách ra tìm. Phụ cận Nhan Như Mộng, tìm cái gì? Phụ cận Thiên Lý Truy Phong, một quái tên là Mộng Yểm. Sau đó không có đối thoại, đoán chừng là đổi kênh. Minh Thủ biết Mộng Yểm kia là một dã quái. Trò chơi này rất thú vị, dã quái này có thể chạy khỏi bản đồ, hơn nữa còn không hạn chế cấp bậc, có đôi khi tìm một dã quái phải lục hết tất cả bản đồ. Tìm loại quái này thông thường đều là do một nhiệm vụ phát động, hệ thống đặt loại nhiệm vụ này là nhiệm vụ ma quỷ. Loại nhiệm vụ này thường thì đi hết tất cả bản đồ, người chơi mới có thể nhận nhiệm vụ này. Có thể là Tiêu Tịch nhận nhiệm vụ ma quỷ. Mộng Yểm. Minh Thủ nhìn nữ chính đang hái thuốc cách đó không xa, hoàn toàn không biết nam chính nhà mình sắp bị người khác bắt cóc, cô điều khiển nhân vật chạy tới. Đột nhiên có người xuất hiện, Cố Tiểu Thỏ lập tức ngừng hái thuốc. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, thiếu nữ, tôi thấy cô khí chất hơn người, điều kiện thể chất hiếm. Có là kỳ tài luyện võ trăm năm mới thấy, tôi muốn cùng với cô đánh quái, cô đồng ý không? Phụ cận Cố Tiểu Thỏ, đột nhiên xuất hiện một ông chú kỳ quái. Sợ quá. Phụ cận Hộ Hoa Linh, Lan Chỉ, cô làm gì đó? Không biết Hộ Hoa Linh quay lại khi nào, đang từ xa đến. Phụ cận, Cố Tiểu Thỏ, Đại Thần. Cố Tiểu Thỏ chạy đến sau lưng Đại Thần Hộ Hoa Linh, xem Minh Thủ là khu cước đại hán lừa bán thiếu nữ. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, chỉ hỏi cô ấy là có muốn lập đội đánh quái hay không thôi. Chương 356, toàn chức gian thương, 3. Phụ cận Hộ Hoa Linh. Những lời này của cô là lập đội sao? Muốn lập đội mà không biết nói thế nào cho đàng hoàng sao? Đó là những lời thoại khi nhân vật chính rơi xuống vách núi, gặp một ông già trong mấy bộ phim cẩu huyết đấy biết không? Phụ cận Hộ Hoa Linh, hai người quen nhau à? Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, không phải bây giờ đang quen sao? Phụ cận Hộ Hoa Linh, cô đừng có hy vọng vào cô ấy. Phụ cận, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, Đại Thần, tôi thấy anh khí chất hơn người, điều kiện thể chất hiếm, có là kỳ tài luyện võ trăm năm mới thấy, tôi muốn cùng với anh đánh quái, anh đồng ý không? Ngoại trừ xưng hô ra, lời vừa nãy giống hệt như trước. Phụ cận Hộ Hoa Linh, tóm lại cô muốn làm gì? Nếu không phải vì trong tay cô có rất nhiều thứ muốn mua cũng không được, đắc tội với cô, cũng chả tốt đẹp gì thì hiện tại Hộ Hoa Linh cũng không muốn nói chuyện với cô. Những lần giao dịch trước kia, cũng không phát hiện ra khu cước đại hán này kỳ quái như thế. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi muốn lập đội, tôi nói rõ ràng như vậy rồi, trình độ đọc hiểu của các người là do người ngoài hành tinh dạy à? Phụ cận, Hộ Hoa Linh, lập đội để làm gì? Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, lập đội để đánh quái. Phụ cận Hộ Hoa Linh, tôi đang có nhiệm vụ, không lập đội. Hai Đại Thần Tiêu Tịch và Hộ Hoa Linh đều có nhiệm vụ. Còn đến bản đồ cấp thấp như vậy, Minh Thủ nhanh chóng suy nghĩ, Hộ Hoa Linh thấy Minh Thủ không có hành động gì thì định cùng Cố Tiểu Thỏ, chuẩn bị rời đi. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi biết Mộng Yểm ở đâu. Quả nhiên Hộ Hoa Linh dừng lại, hắn đổi thành trò chuyện riêng. Trò chuyện riêng, Hộ Hoa Linh, cô biết Mộng Yểm ở đâu sao? Quả nhiên là đang tìm Mộng Yểm. Sau đây phải giới thiệu một vài thiết lập của trò chơi. Vì để người chơi chơi càng hứng thú hơn, nhưng thực ra là càng bị lừa đến thảm hại hơn. Sau khi nhiệm vụ ma quỷ được kích hoạt, sẽ phân chia ngẫu nhiên cho hai người chơi cấp bậc tương đương. Mà hai người chơi này ai hoàn thành nhiệm vụ trước thì người đó thắng. Giống như một trận thi đấu, khi người chơi nhận được nhiệm vụ, chỉ có thể tranh thủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Người thua sẽ rớt kinh nghiệm, rớt trang bị, còn phải chịu hình phạt giảm thuộc tính và năng lực của nhân vật, cực kỳ thảm hại. Đương nhiên Tiêu Tịch và Hộ Hoa Linh cùng nhận một nhiệm vụ, chỉ là không biết ai kích hoạt nhiệm vụ trước. Trò chuyện riêng đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, lập đội đi, tôi cho anh biết miễn phí. Người chơi, Hộ Hoa Linh mời bạn vào đội 1111 đội có 3 người, ngoại trừ Cố Tiểu Thỏ và Hộ Hoa Linh ra còn có một người chơi tên là Khô Lâu, cũng là đại thần trên bảng xếp hạng. Đội trưởng, Hộ Hoa Linh chia sẻ nhiệm vụ ma quỷ, cây tương tư cho bạn, có tiếp nhận hay không? Minh Thủ chọn tiếp nhận. Đội Khô Lâu, ôi, đây không phải là Lan Chỉ sao? Hoa Linh cậu tìm cô ấy tới thế nào vậy? Xin tài trợ sao? Đội Hộ Hoa Linh, cô ấy nói biết vị trí của Mộng Yểm. Đội Khô Lâu, thật à? Tôi lập tức tới ngay. Đội Cố Tiểu Thỏ, tôi vẫn còn phải đi hái thuốc sao? Cố Tiểu Thỏ vừa mới nhắn tin xong, bên cạnh bọn họ xuất hiện một tia sáng trắng. Khô Lâu dùng kỹ năng định vị đội để dịch chuyển bản thân qua đó. Khô Lâu là một cầm sư có thể công kích cũng có thể chữa trị, được coi là dùng hai nghề nghiệp, chẳng qua là cột máu hơi ít, chỉ có thể đánh xa, cận chiến. Vài phút là ngủm. Khô Lâu hình như là người chơi có tiền, mặc một bộ trang phục có kỹ xảo phát ra ánh sáng chói mắt cực kỳ sặc sỡ. Đội Khô Lâu, Tiểu Thỏ, cô còn hái thuốc làm gì, có Lan Chỉ ở đây rồi thì muốn bao nhiêu thuốc mà không được. Đội Khô Lâu, à quên, có thể cô không biết Lan Chỉ là ai, cô mở bảng xếp hạng xem, bảng tài phú đi đứng đầu chính là cô ấy. Đội Cố Tiểu Thỏ, bảng xếp hạng ở đâu? Đội Khô Lâu, đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Đúng là gà mở chính hiệu. Phụ cận Hộ Hoa Linh, góc trên bên phải, có một biểu tượng ghi chữ bảng, mở ra là thấy bảng xếp hạng. Một lúc lâu, cuối cùng Cố Tiểu Thỏ cũng nhắn tin lại. Đội, Cố Tiểu Thỏ, thật là giỏi. Không biết nữ chính này nấu ăn có ngon không? Chơi kỹ năng đời sống thì có vẻ là nấu cơm rất ngon. Đáng tiếc là không thấy được. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, đi thôi. Minh Thù chỉ đường cho đội trưởng Hộ Hoa Linh. Có lẽ là phát hiện khu cước đại hán cũng không đáng ghét như Khô Lâu kia, cuối cùng Cố Tiểu Thỏ cũng có can đảm nói chuyện với Minh Thù. Đội Cố Tiểu Thỏ, vì sao Khô Lâu lại gọi cô là Lan Chỉ? Đội Khô Lâu, bởi vì mấy tiếng trước, cô ấy còn tên là Lan Chỉ. Đội Cố Tiểu Thỏ, à, có thể đổi tên sao? Đội Khô Lâu, đương nhiên có thể, ha ha, chỉ có điều rất đắt, đứng đầu bảng tài phú không thiếu tiền. Đội Cố Tiểu Thỏ, Đội Khô Lâu, Lan Chỉ, tôi cứ thắc mắc mãi tại sao cô muốn chọn nghề nghiệp như vậy. Còn lấy tên có khí chất như vậy, mỗi lần thấy tôi đều mắc cười. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, bởi vì trước kia tôi bị người ngoài hành tinh bắt cóc, khiến cho não bị chập cho nên tôi bây giờ phải sửa ngay lập tức. Cô chỉ kế thừa ký ức không kế thừa tính cách của nguyên chủ, có quỷ biết nguyên chủ nghĩ thế nào. Đội Khô Lâu, ha ha cô đừng đùa nữa, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Cái tên này còn tệ hơn Lan Chỉ kia. Câu phía trước bị người ngoài hành tinh bắt cóc, tất nhiên đều tưởng là vui đùa. Đội, Cố Tiểu Thỏ, tôi thấy rất tốt mà. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, thấy chưa, con mắt của quần chúng lúc nào cũng chuẩn. Đội Hộ Hoa Linh, phía trước là đường cụt rồi. Đại thần Hộ Hoa Linh rất ít nói, chỉ lúc cần thiết mới nói chuyện, ví dụ như hiện tại. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nhảy xuống. Đội Khô Lâu, đội Hộ Hoa Linh, đội, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Đội Khô Lâu, cô gõ chấm lừng làm gì? Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, để cho đồng bộ ấy mà. Đội Khô Lâu, sao trước đây tôi không phát hiện cô lại hài hước như vậy nhỉ? Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, có thể anh mù. Đội Cố Tiểu Thỏ, nhảy xuống có ngã chết không? Cố Tiểu Thỏ xen vào nói yếu ớt. Trước mặt bọn họ là vách núi, nhảy xuống là chết đó. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, ngã không chết đâu, không cao. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, cùng lắm là ngã xuống sẽ mất máu, sau đó bị quái phía dưới giết chết. Đội Khô Lâu, nói chuyện đừng có cái kiểu đổi ngoắt một cái như thế. Đội Hộ Hoa Linh, cô biết cách xuống dưới thế nào không? Đội trưởng rất khác biệt, liếc mắt một cái liền nhìn thấu sự việc. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, thì nhảy xuống là biết, đây là vách núi, ngoại trừ nhảy ra anh còn muốn xuống dưới kiểu gì? Anh có thể bay không? Chẳng qua là chỗ tôi có nước thuốc, có thể đảm bảo sau khi các người nhảy xuống sẽ khôi phục lại đầy máu, muốn mua không? Đội Khô Lâu, cô chờ câu này lâu lắm rồi phải không? Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nói ra làm gì tổn thương tình cảm. Trẫm không kiếm tiền, mua đồ ăn vặt thế nào? Đội Khô Lâu, cô biết là tổn thương tình cảm mà còn không biết xấu hổ nói câu đó à, đúng là gian thương. Hoa Linh đã chia sẻ nhiệm vụ với cô rồi, chẳng lẽ cô không tài trợ chút sao? Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nói đạo lý đi, ban đầu tôi nói là dẫn đường giúp các người tìm Mộng Yểm, chứ đâu có nói nhận nhiệm vụ gì đó đâu, là đại thần tự chia sẻ cho tôi đấy chứ. Đội Hộ Hoa Linh, lúc đấy tay run. Đội Khô Lâu, đội Cố Tiểu Thỏ, thế cuối cùng là bọn họ có nhảy hay không đây? Thuốc của nguyên chủ trước giờ luôn đắt nhưng lại rất có hiệu quả, người mua lúc nào cũng tấp nập. Khô Lâu vốn tưởng rằng Minh Thủ sẽ nể mặt bọn họ là đồng đội mà giảm giá. Có giảm giá thật, giảm những 1,2%. Đúng là thứ gian thương tăng giá vô tội vạ. Chương 357, toàn chức gian thương, 4. Dựa theo Minh Thủ chỉ dẫn bọn họ từ vách núi nhảy xuống quả nhiên mất máu. Hộ Hoa Linh đỡ hơn một chút, dù sao cũng là đại thần, máu nhiều rớt xuống vách núi cũng không sao. Cố Tiểu Thỏ thì thê thảm hơn, chỉ còn một chút máu. Hộ Hoa Linh nhanh chóng cho cô ta dùng thuốc mua ở chỗ Minh Thủ với giá cao, mới giúp Cố Tiểu Thỏ khôi phục lại trạng thái đầy máu. Đội Khô Lâu, phía dưới thật sự có quái, đó là băng tinh thạch. Băng tinh thạch này nơi nào bị đào lên sẽ không sinh thêm nữa, cho nên tìm rất khó khăn, thế nhưng băng tinh thạch ở chỗ này thì lại khác, đào lên lại có. Chẳng qua là người có thể xuống cũng rất ít, trong lúc vô tình nguyên chủ phát hiện ra cuối cùng là chết, lại quay về điểm hồi sinh. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, Mộng Yểm ở bên kia. Hộ Hoa Linh nhìn sang hướng bên kia, ở cuối đám quái nhỏ có một con quái không giống những quái nhỏ còn lại. Nhìn xa xa như u hồn, kéo cái đuôi thật dài, trên đỉnh đầu có hai chữ lớn Mộng Yểm đỏ tươi. Hộ Hoa Linh và Khô Lâu đi đánh Mộng Yểm, Minh Thủ đi đào băng tinh thạch. Cố Tiểu Thỏ đứng tại chỗ mờ mịt nhìn một đám quái nhỏ, rồi lại nhìn hai đại thần dẫn đầu phía trước. Cố Tiểu Thỏ im lặng lựa chọn theo Minh Thủ. Băng tinh thạch rất đẹp, giống như một ngôi sao, mỗi miếng băng tinh thạch đều có thuộc tính không giống nhau, nếu may mắn có thể đào được băng tinh thạch giá trị. Cấp bậc của Cố Tiểu Thỏ quá thấp, không thể đào băng tinh thạch, chỉ có thể nhìn khu cước đại hán đào băng tinh thạch. Đội Cố Tiểu Thỏ, có người tới. Minh Thủ cũng nhìn thấy, Hộ Hoa Linh và Khô Lâu đã đánh Mộng Yểm tới gần cạn máu, nhưng đột nhiên có mấy người chơi từ bên kia nhảy ra cắt ngang bọn họ tấn công Mộng Yểm. Mộng Yểm thừa dịp khôi phục máu, trong nháy mắt chạy thật xa. Phụ cận Khô Lâu, người Trường An Minh tụi mày bây giờ đều học được kiểu đánh lén cướp quái à? Từ giữa những hàng chữ đều có thể nhìn ra tâm trạng nóng nảy của Khô Lâu. Phụ cận Thiên Lý Truy Phong, ai đánh lén? Mày đừng có nói bậy, tụi tao xuất hiện nơi này. Mộng Yểm đột nhiên xông lại, tụi tao chỉ tự vệ. Phụ cận Khô Lâu, ghê quá nhỉ, tụi mày tự vệ làm Mộng Yểm đã sắp đầy máu lại rồi đấy. Phụ cận Hộ Hoa Linh, Khô Lâu. Khô Lâu không nói chuyện nữa, người chơi bên kia cũng không nói, cuối cùng đều đi tới đứng sau lưng Tiêu Cảnh Hàn. Phụ cận Tiêu Tịch, tự dựa vào bản lĩnh mà đánh quái, ok. Phụ cận Hộ Hoa Linh, được. Mộng Yểm lui vào trong đám quái nhỏ, đám quái nhỏ như nhận được mệnh lệnh đột nhiên xông về phía bọn họ. Khô Lâu oán giận chìm ngập trong quái nhỏ, liều mạng bắt đầu đánh giết. Minh Thủ và Cố Tiểu Thỏ đứng ở đằng xa, nữ chính giả Liễu Nhan cũng ở đó. Hơn nữa theo Minh Thủ quan sát, thực lực Liễu Nhan thật sự rất khá, độ ăn ý với nam chính cũng không kém. Minh Thủ tiếp tục đào băng tinh thạch, hai đội quân bên kia đánh tới khó hòa giải. Minh Thủ đào xong băng tinh thạch, Mộng Yểm còn một nửa máu. Cầu được nhìn thấy ám ảnh tâm lý của Mộng Yểm. Đội Cố Tiểu Thỏ, này, Lan Chỉ đại thần, cô không qua hỗ trợ sao? Đối phương có 5 người, Hộ Hoa Linh và Khô Lâu 2 chọi 5 còn phải đối phó với Mộng Yểm, lúc này đã có chút yếu thế. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi là người chơi mảng đời sống, không đánh nhau. Đội Cố Tiểu Thỏ, nhưng đại thần Hộ Hoa Linh nói, nếu như không bắt được Mộng Yểm nhiệm vụ này sẽ thất bại. Nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với việc nữ chính giả sẽ rất vui. Nữ chính giả vui vẻ thì còn kéo thù hận kiểu gì đây? Minh Thủ bỏ 2 miếng đồ ăn vặt vào miệng, lắc lắc cổ tay dồn khí xuống đan điền. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, đại thần Hộ Hoa Linh, đại thần Khô Lâu, mua thuốc không? Hộ Hoa Linh và Khô Lâu không thèm đếm xỉa tới Minh Thủ. Bọn họ ở bên cạnh đánh nhau, cô ở đây bán thuốc, bị điên. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tăng 15% trong 5 phút, có mua không? Đội Khô Lâu, 1. Minh Thủ nhanh chóng đóng gói giao dịch thuốc cho Khô Lâu, tiện tay ép bán cho hắn thuốc hồi máu. Khô Lâu nhìn bên kia nhảy ra số tiền, khóe miệng co quắp một chút, đồ gian thương. Nhưng sự thực chứng minh, Minh Thủ ép bán thuốc hồi máu cho hắn rất hiệu quả. Loại thuốc này dường như không hạn chế, chỉ cần ngươi có là có thể sử dụng liên tục, nhưng rất tốn tiền, cũng chỉ có dân có tiền mới chơi nổi. Bình thường mọi người cũng không mua nhiều, thứ nhất là đắt, thứ hai là túi đồ không có nhiều chỗ trống như vậy, cho nên gian thương di động Minh Thủ đứng ở phía sau bọn họ bán hàng, không khác gì được ban cho phép thần thông. Đám người Tiêu Tịch cũng phát hiện Khô Lâu và Hộ Hoa Linh đột nhiên bất thường, lâu như vậy mà máu của bọn họ không tuột xuống phân nửa. Chuyện này không bình thường. Đội Nhan Như Mộng, hai người này mang theo bao nhiêu thuốc hồi máu vậy? Dân có tiền đốt tiền thấy ghê không? Đội trưởng Kiếm Ba Thước, Lan Chỉ trong đội bọn họ. Trong lúc chiến đấu, không ai có thời gian đi mua đạo cụ, mà đôi khi còn hạn chế không thể mua đạo cụ. Thế nhưng đồng đội thì khác, đồng đội có thể giao dịch trực tiếp, chỉ cần nhẹ nhàng chọn đồng ý là được. Lan Chỉ là ai? Đại lão đứng đầu bảng tài phú. Người chơi mảng đời sống nổi danh là kho đạo cụ di động. Đội Tiêu Tịch, mọi người đi đánh Mộng Yểm, Truy Phong và tôi giữ chân bọn họ. Liễu Nhan mang người tới gần Mộng Yểm, còn Thiên Lý Truy Phong và Tiêu Cảnh Hàn cùng nhau ngăn cản Hộ Hoa Linh và Khô Lâu. Phụ cận Khô Lâu, nhiều người ý thế bắt nạt chúng ta ít người. Thấy Mộng Yểm sắp bị nhóm Tiêu Cảnh Hàn bắt, Khô Lâu cũng không có cách nào khác, ai bảo bọn họ ít người. Khô Lâu không cẩn thận bị Tiêu Cảnh Hàn giết chết, hắn phát hiện không thể sống lại cũng không thể đứng lên. Khô Lâu căm hận. Phụ cận Khô Lâu, Trường An Minh tụi mày chờ đó cho tao, chờ ông mày gọi người đến. Phụ cận Khô Lâu, Hoa Linh, báo thù cho tôi. Phụ cận Khô Lâu, Trường An Minh bla bla. Kênh phụ cận toàn là Khô Lâu spam tin. Đồng đội đã giết chết boss phụ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 39%. Trên màn hình của Hộ Hoa Linh đột nhiên nhảy ra một khung thông báo. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nhân vật của hắn chuyển thành màu đen, cùng anh em tốt Khô Lâu nằm trên mặt đất. Tiêu Cảnh Hàn nhìn về phía đồng đội của mình, Mộng Yểm bên kia đã biến mất, chỉ còn lại có một ít quái nhỏ rải rác, và vài người đứng bên cạnh. Phụ cận Thiên Lý Truy Phong, bị cướp rồi. Phụ cận Nhan Như Mộng, Lan Chỉ bất ngờ đánh lén. Liễu Nhan nhìn khu cước đại hán ở đối diện không giữ được bình tĩnh, lần trước tìm Lan Chỉ mua đồ lại không bán, kết quả quay ra bán cho người khác. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, cảm ơn đã nhường. Phụ cận Thiên Lý Truy Phong, cô đánh lén còn đắc ý là có ý gì? Phụ cận Khô Lâu, Lan Chỉ đại lão làm tốt lắm, vì điều này, Khô Lâu quyết định không tính toán hành vi lên giá vô tội vạ của gian thương Minh Thủ. Phụ cận Hộ Hoa Linh, phụ cận Hộ Hoa Linh, Tiểu Thỏ, kéo chúng ta đứng lên. Hiển nhiên Hộ Hoa Linh cũng phát hiện bọn họ không có cách đứng lên, biện pháp duy nhất chưa thử qua cũng chỉ có dược sư mới kéo dậy được. Cố Tiểu Thỏ tung tăng chạy đến bên cạnh Khô Lâu và Hộ Hoa Linh. Phụ cận Cố Tiểu Thỏ, kéo thế nào? Hiện tại Liễu Nhan đã biết Cố Tiểu Thỏ chính là người nam chính thích, cho nên thấy Cố Tiểu Thỏ đột nhiên xuất hiện, cô ta lập tức nhìn Tiêu Cảnh Hàn. Nhưng chỉ là một nhân vật game, Liễu Nhan hoàn toàn không biết Tiêu Cảnh Hàn đang suy nghĩ gì. Chương 358, toàn chức gian thương 5. Dưới sự hướng dẫn của đại thần Hộ Hoa Linh, cuối cùng Cố Tiểu Thỏ cũng biết sử dụng kỹ năng thế nào. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, Cố Tiểu Bạch rốt cuộc là cô lớn lên thế nào vậy? Thân là dược sư, thậm chí ngay cả kỹ năng cơ bản nhất cũng không biết. Phụ cận Cố Tiểu Thỏ, đào đào mỏ, hái thuốc gì đó. Cố Tiểu Thỏ không phải là mới đây mới chơi game, cô ấy đã vào game từ rất lâu rồi, nhưng tài khoản của cô ấy vẫn rất yếu. Bình thường Cố Tiểu Thỏ đăng nhập chủ yếu là đào mỏ hái thuốc, dùng hết thể lực thì cô ấy cũng không biết làm gì. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, bội phục bội phục. Nữ chính quả nhiên là chịu được cô độc. Bảo chấm đào mỏ nhàm chán như thế, còn không bằng bảo chấm tự sát. Khô Lâu có thể là bị Cố Tiểu Thỏ khiến cho nói không nên lời, lúc này nằm trên mặt đất chờ được cứu rỗi. Quả nhiên dược sư có thể kéo người lên. Phụ cận Thiên Lý Truy Phong, không phải lúc nãy nói tụi tao đánh lén sao, sao bây giờ chính mình lại dùng? Lan Chỉ, phút cuối cô nhào ra cướp quái của chúng tôi, có thấy xấu hổ không? Có thể là bên đội của nam chính trao đổi tin tức xong, bắt đầu châm chọc. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nếu không thấy xấu hổ mà cướp được quái của các người, thì tôi sẵn lòng không xấu hổ. Minh Thủ nói chuyện vô cùng đứng đắn đến mức Khô Lâu không ngừng gõ ha ha. Minh Thủ muốn chặn luôn hắn. Phụ cận Nhan Như Mộng, Lan Chỉ là cô cố ý phải không? Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi cố ý đó, cô muốn đánh tôi sao? Đến đây, đánh tôi đi. Minh Thủ điều khiển khu cước đại hán nhảy lên nhảy xuống, dáng vẻ rất muốn ăn đòn. Nữ chính giả không tức chết thì xem như tôi thua. Phụ cận Khô Lâu, vốn ngay từ đầu là các người ý thế hiếp người, không phải là Tiêu Tịch nói dựa vào bản lĩnh sao? Tụi tao giết Mộng Yểm bằng bản lĩnh. Phụ cận Khô Lâu, Đệ Nhất Lâu tụi tao là ai, chúng mày chẳng lẽ không rõ sao? Phụ cận. Trên bảng bình chọn xếp hạng bang phái toàn server, Trường An Minh đứng đầu, Đệ Nhất Lâu là thứ nhất từ dưới lên. Nói về không biết xấu hổ, Đệ Nhất Lâu có thể từ vị trí đứng đầu từ dưới lên nhảy đến đầu bảng. Tiêu Cảnh Hàn bảo những người khác đừng nói nữa, ngay từ đầu đã nói dùng bản lĩnh của mình, bây giờ bên Hộ Hoa Linh đã bắt được Mộng Yểm, bọn họ cũng không thể đánh người ta. Vấn đề hiện tại là, bọn họ phải rời khỏi chỗ này thế nào? Hộ Hoa Linh và Khô Lâu dùng kinh nghiệm của mình nói cho bọn họ biết, chết không về được. Cũng không thể từ chỗ này mà leo lên. Phụ cận Trường Kiếm Ba Thước, tôi đã xem rồi, không tìm được lối ra. Phụ cận Nhan Như Mộng, vừa nãy Truy Phong bị Mộng Yểm đánh chết một lần, không có cách nào sống lại được. Người bên kia đang thảo luận đi ra như thế nào, Tiêu Cảnh Hàn lại quay về phía Cố Tiểu Thỏ. Phụ cận Nhan Như Mộng, Tiêu đại thần, anh có cách nào sao? Liễu Nhan thành công ngăn cản Tiêu Cảnh Hàn chuẩn bị bước qua, hắn dừng một hồi xoay người trở lại đội. Đội Khô Lâu, Lan Chỉ đại lão, lúc trước chắc là cô từng xuống đây rồi, cô biết cách ra ngoài như thế nào không? Mau nói bọn tôi biết thoát ra thế nào đi, đây là cái chỗ quái gì vậy? Chết cũng không ra được. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tại sao tôi phải nói anh biết? Đội Khô Lâu, tốt xấu gì bây giờ chúng ta cũng là cùng chung hoạn nạn, nói bọn tôi biết một chút không được sao. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Trả thù lao đây. Đội Khô Lâu, gian thương. Chúng ta có thể nói tình cảm không nói đến tiền được không? Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Rất xin lỗi, tôi và anh không có tình cảm gì để nói. Khô Lâu xoay quanh tại chỗ. Cố Tiểu Thỏ ngây ngô mờ mịt như trước, đứng bên cạnh đại thần Hộ Hoa Linh làm đồ trang trí. Phụ cận, Thiên Lý Truy Phong, Lan Chỉ, cô biết cách ra ngoài thế nào đúng không? Vì Lan Chỉ làm giao dịch với rất nhiều người, tin tức cũng nhiều hơn người bình thường, cho nên Thiên Lý Truy Phong nghĩ cô biết cũng không kỳ quái. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, biết. Phụ cận Thiên Lý Truy Phong, ra ngoài như thế nào? Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, muốn biết. Trả thù lao, tôi sẽ nói cho các người biết. Không trả tiền mà muốn tin tức, nghĩ hay thật. Phụ cận, Tiêu Tịch, cô thật sự biết sao? Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, không phải là tôi khoe khoang, trong game này ngoại trừ tôi ra e rằng không ai biết, không tin thì các người lên kênh thế giới hỏi đi. Quả nhiên Thiên Lý Truy Phong lên kênh thế giới hỏi, có điều là người chơi trên đó đều ngẩn ra, rõ ràng là còn không biết còn có một chỗ như thế. Phụ cận Tiêu Tịch, bao nhiêu? Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, 500 kim tệ. Một kim tệ bằng 1.000 tiền thật, tương đương với 500.000 tiền thật. Phụ cận Trường Kiếm Ba Thước, cô thèm tiền đến phát điên rồi à? Phụ cận Thiên Lý Truy Phong, 500 kim tệ có thể mua được rất nhiều đồ, muốn mua một tin của cô mà phải trả 500, Minh Thủ hơi mệt mỏi, trong game cũng không thể tặng kèm nụ cười hiền hòa của mẹ già cho bọn họ, cho nên cô đánh chữ hơi chậm một chút. Phụ cận Nhan Như Mộng, Lan Chỉ cô đang chột dạ à? Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, các người không mua thì tự đi thăm dò đi kiểu gì cũng ra được, tôi tin là với tài trí thông minh của mấy người không tới mấy ngày là tìm được thôi. Phụ cận Nhan Như Mộng, vì sao cô lại nhằm vào chúng tôi? Liễu Nhan vừa nói ra, những người còn lại cũng không nói chuyện, cẩn thận nhớ lại dường như có thể cảm nhận lờ mờ rằng bọn họ đang bị chèn ép. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tâm trạng không tốt. Phụ cận Khô Lâu, ha 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 ha. Phụ cận Thiên Lý Truy Phong, phụ cận Trường Kiếm Ba Thước. Trong lúc bọn họ đang nói, Tiêu Cảnh Hàn đã giao dịch kim tệ cho cô. Cầm tiền, Minh Thủ cũng rất trách nhiệm nói. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tự sát. Phụ cận, Nhan Như Mộng, tự sát. Chết thì không ra được, cô lừa ai đó. Liễu Nhan không tin, đặc biệt là khi Minh Thủ đứng bên phe của Cố Tiểu Thỏ. Đó là người Tiêu Cảnh Hàn thích. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, vậy nhất định là biện pháp chết của các người không đúng. Chỉ có tự sát mới có thể rời khỏi nơi này, không tin thì thử đi. Có thể là công ty game bị điên thiết lập nhân vật tự sát, thế nhưng tự sát sẽ có một vài hình phạt, ví dụ như sẽ gặp xui xẻo mấy giờ, biến đổi thành quái vài giờ, các kiểu trừng phạt ngớ ngẩn. Phụ cận Nhan Như Mộng, nếu có thể ra ngoài, sao các người không đi? Liễu Nhan còn đang nghi ngờ, cô ta đã từng là người nghiên cứu trò chơi này, biết trò chơi này có rất nhiều điểm kỳ quái, cho nên đối với chuyện tự sát rời khỏi nơi này tuy cô ta không quá tin, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, chúng tôi thích ở đây ngắm phong cảnh, liên quan gì đến cô? Phụ cận Nhan Như Mộng. Ở đây, ngoại trừ đám quái nhỏ xấu xí còn chưa diệt hết ra, cũng chỉ còn lại tảng đá có cái gì đẹp mà nhìn. Minh Thủ không biết bọn họ thương lượng thế nào, nhưng không ai di chuyển. Minh Thủ đánh chủ ý lên đội nhà mình. Đội ngũ đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, trả thù lao, tôi nói mọi người biết ra ngoài thế nào. Đội ngũ Khô Lâu, không phải lúc nãy cô đã nói rồi sao? Đội ngũ đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, vậy anh thử tự sát thử xem. Khô Lâu cảm thấy lời này của Minh Thủ có ý nghĩa khác, cho nên hắn suy xét một phen, hiểu ra có thể là Minh Thủ lừa bọn họ. Chương 359, toàn chức gian thương, 6. Đội Khô Lâu, không nể tình đồng đội sao? Đội ngũ, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, lúc nào cần thịt thì vẫn cứ thịt thôi. Tình đồng đội, có ăn được không? Thời buổi kiếm tiền khó khăn, vì đồ ăn vặt lúc có thể kiếm đương nhiên phải tận dụng rồi. Người ngốc nhiều tiền vung tay quá chán cũng khó tìm lắm. Khô Lâu một kẻ lắm tiền ngốc nghếch, Khô Lâu hoàn toàn không biết mình đã có một cái tên như thế. Đội Khô Lâu, muốn bao nhiêu? Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, gặp nhau là đã có duyên, 1.000 không hơn không kém. Phụt, mới vừa rồi còn 500 xoay người một cái đã tăng lên 1.000, lại còn gặp nhau chính là duyên, gian thương. Đội Khô Lâu, 1.000 kim tệ chứ không phải 1.000 ngân tệ, cô có chắc là mình không nói nhầm không? Dựa vào cái gì mà bán cho tôi đắt vậy? Đội, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tin thật với tin giả có thể bằng nhau sao? Anh đưa tôi 500 tôi cũng có thể bán tin giả cho anh. Đội Khô Lâu, gian thương như cô sao không bị bắt vậy? Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, có thể là do tôi đẹp. Đội, Khô Lâu. Một khu cước đại hán nhách nhác đáng ghét mà được cô ta gọi là đẹp, Khô Lâu buồn nôn đến muốn ói cả cơm từ đêm qua. Khô Lâu ở bên kia suy nghĩ một lúc lại cảm thấy Minh Thủ nói quá hợp lý, đối với người chơi lắm tiền như hắn mà nói 1.000 này không phải là tiền. Khô Lâu chuyển kim tệ cho Minh Thủ. Nếu như Minh Thủ cho hắn tin giả, hắn sẽ truy sát cô toàn server. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, chờ bản đồ nơi này thay đổi, có thể tự sát. Đội Bộ Xương Khô, đội Hộ Hoa Linh, đội Cố Tiểu Thỏ. Nói tới nói lui, chính là phải tự sát, chỉ là thời gian tự sát khác nhau thôi. Đội ngũ Tiêu Cảnh Hàn đợi một lúc cuối cùng có người quyết định thử xem, có một người tự sát, ánh sáng lóe lên xung quanh người biến mất tại chỗ. Thấy thực sự có thể ra ngoài, những người còn lại đồng thời thở phào lại cảm thấy ngờ ngợ. Nhan Như Mộng nhìn sang bên này, một lúc sau mới biến mất trước mặt bọn họ. Tiêu Cảnh Hàn là người cuối cùng. Đội Khô Lâu, bọn họ bị chuyển đến chỗ nào thế? Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nhà tù. Đội Khô Lâu, đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, mấy tiếng nữa là lại được chuyển lại đây. Đội Khô Lâu, phụt. Ha ha. Ngày hôm sau, Minh Thủ vừa lên game đã bị Thiên Lý Truy Phong spam điên cuồng kêu gào. Thế giới Thiên Lý Truy Phong, Lan Chỉ, mày đi ra đây cho tao. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, một tối không gặp, nhớ tôi như vậy à? Thế giới Thiên Lý Truy Phong, Lan Chỉ, bọn tao dùng tiền mua tin tức của mày, mày lại bán tin tức giả cho bọn tao. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi bán tin giả khi nào? Tôi nói các người biết có thể rời đi, các người không hỏi tôi đi chỗ nào có đúng không? Tôi là người nói chữ tín, không phải là các người đã rời đi rồi sao? Sao có thể tính là tôi bán tin giả được? Thế giới Thiên Lý Truy Phong, bọn họ là rời đi, đi đến nhà tù. Thiên Lý Truy Phong tức đến muốn đập chuột, bọn họ tốn 500 kim tệ để mua tai ương lao tù. Mà bây giờ bọn họ vẫn còn ngồi xổm ở đáy vực hôm qua. Cho dù bọn họ thử bao nhiêu cách cũng không thoát ra được, nhưng đám người Minh Thủ lại ra ngoài được chứng tỏ là có cách. Thế giới Tương Tư Niên Hoa, chuyện gì vậy? Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, không biết, vừa lên liền thấy đại gia đại lão trên kênh thế giới. Thế giới Tái Lai Nhất Thứ, đại gia đại lão chọc người của Trường An Minh à? Thế giới Tương Tư Niên Hoa, hôm qua không phải là người của Trường An Minh lên kênh thế giới hỏi, có biết đáy vực ở Tử Kim Sơn thoát ra như thế nào không? Tôi thấy chuyện hôm nay, hơn phân nửa là có liên quan đến hôm qua. Thế giới Thiên Lý Truy Phong, Lan Chỉ, mày là gian thương, có lẽ là Thiên Lý Truy Phong chưa bao giờ mắng người, tuy rằng tức giận nhưng cũng chỉ có thể hung tợn gõ vài chữ như thế. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, làm ăn không gian không được. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, anh có thể trả nhiều tiền hơn, tôi có thể nói các người biết thoát ra như thế nào lần này thì không lừa đâu. Thế giới Tái Lai Nhất Thứ, đại lão thật đáng nể. Người của Trường An Minh cũng dám lừa. Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, tôi rất tò mò rốt cuộc đáy vực Trường An Minh có cái gì, lập đội đi xem không. Trên kênh thế giới có người chơi rảnh đến phát điên, hấp tấp chạy tới Tử Kim Sơn rồi nhảy xuống vách núi. Đương nhiên cũng có người chơi cẩn thận, không nhảy xuống chỉ đứng bên trên nhìn. Nhảy xuống sau đó cùng đội của nam chính chưa đi ra mắt to chừng mắt nhỏ, trên kênh thế giới liền nổ tung. Thế giới Tái Lai Nhất Thứ, tôi sai rồi, tôi không bao giờ tò mò nữa, cầu xin đại lão chỉ cách đi ra ngoài. Thế giới Thiên Hạ, thiết kế này quả thực phá vỡ khoa học, công ty game bày ra cũng không sợ tối gặp ác mộng sao. Minh Thủ đang giao dịch băng tinh thạch cho Tây Sơn Dĩ Sơn, thì thấy trên kênh thế giới đang kêu gào tên mình. Tin tức hệ thống Cửu Dương Thần khởi phát, huyền thưởng lệnh đối với người chơi đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Đột nhiên xuất hiện huyền thưởng lệnh làm các người chơi sửng sốt, một lát sau Minh Thủ liền thấy người đầu tiên đến giết mình. Có lẽ là vì bình thường nguyên chủ chỉ toàn bán hàng, cho nên ấn tượng của mọi người đối với người đứng đầu bảng tài phú là có tiền nhưng yếu nhớt. Nhưng mà khu cước đại hán thể hiện không hề. Giết xong một người chơi, Minh Thủ mở kênh thế giới. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi không bán quần áo cho cậu, cậu liền đuổi giết tôi. Thế giới Cửu Dương Thần khởi, gian thương, đồ giá 2.000 cô bán cho tôi giá 5.000, không đuổi giết cô thì đuổi giết ai? Đương nhiên hơn phân nửa nguyên nhân là Cửu Dương Thần khởi cũng là người Trường An Minh, lần này lão đại của bọn họ bị gian thương này trêu chọc, hắn nuốt không trôi cơn tức này. Thế giới Khô Lâu, lão Lan à, cô không phải gian thương mà là hắc đạo gian thương. Thế giới Tái Lai Nhất Thứ, ôi, tôi lại được biết thêm về Lan Chỉ, thứ gì có thể bán giá gấp đôi vậy? Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, quá đỉnh, quá chất chơi. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, rất rõ ràng là tôi không muốn bán cho cậu, cậu ngốc đến mức không nhìn ra à? Thế giới tải về em, bị đại gia khinh bỉ kìa, ha ha. Câu kia của Minh Thủ chính là không muốn bán cho cậu ta, khiến cho một đám quần chúng vây xem trên kênh thế giới spam 666, tán thưởng, có thể là Cửu Dương Thần khởi xấu hổ lại không tìm được cách phản bác, sa sút tinh thần thoát game. Nhưng mà huyền thưởng lệnh lại không bỏ. Vẫn có người không ngừng nhận huyền thưởng lệnh, đến lấy đầu của cô. Nhưng dần dần có người phát hiện, Lan Chỉ đại lão đứng đầu bảng tài phú cũng không yếu. Quan trọng là cô đánh cho người ta cạn máu, sau đó rất nghiêm túc tư vấn đồ của cô cho người ta mua, để tiếp tục đứng lên đánh. Thế giới, tiểu sử, từ khi Lan Chỉ lão đại đổi tên cả người đều thay đổi, trước kia Lan Chỉ đại lão chỉ chuyên tâm là một người chơi mảng đời sống, bây giờ đại lão chuyên tâm là một tên gian thương. Thế giới hoàng lương mỹ mộng, không muốn nhớ đến tình cảnh, đại lão đánh tôi xong còn ép mua đạo cụ. Thế giới tái lai nhất thứ, theo các người Lan Chỉ đại lão này không phải là đổi người rồi chứ. Trên mạng chính là như vậy, cho dù đổi người, người khác cũng chỉ bàn tán một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cơ bản không ai để ý phía sau tài khoản kia là nam hay nữ, có phải là người hay không. 666, trong game Trung Quốc có nghĩa là rất đỉnh. Chương 360, toàn chức gian thương, 7. Có lẽ là Tiêu Cảnh Hàn đồng ý cho người Trường An Minh đuổi giết Minh Thủ. Nói chung Minh Thủ chỉ cần vào game sẽ bị đuổi khắp thế giới. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, vì sao các người truy đuổi tôi. Thế giới khô lâu, bởi vì cô có siro. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Khắp nơi đều là diễn viên. Thế giới tái lai nhất thứ, đại lão lại bị truy đuổi à? Ha ha, ở đâu vậy? Cùng nhau qua hóng đi. Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, chạy qua hóng. Không sợ đại lão ép cậu mua đạo cụ à? Thế giới tiểu sử, thật lòng mà nói đạo cụ của đại lão rất hiệu quả, chỉ là quá đắt. Thế giới linh hồn đang gào thét, chuyên đi lừa thiên hạ. Thế giới Kara Mã Y, một món đạo cụ mà còn đắt hơn cửa hàng, tại sao Lan Chỉ không đi cướp luôn đi? Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi cũng không cướp của cậu, cậu ngại đắt thì đừng mua, giận quá thì đi tố cáo tôi đi. Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, ha ha, không hổ danh là đại lão, chất như nước cất. Thế giới khô lâu, gian thương, gian thương. Thế giới tái lai nhất thứ, tuy đạo cụ của đại lão đắt nhưng quả thực dùng rất tốt, mua trong cửa hàng không hơn đồ của đại lão đâu. Thế giới Trường An Minh tiểu lộ, Lan Chỉ, cô chơi ăn gian. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, dùng binh tất dùng thủ đoạn, giáo viên mấy người không dạy sao. Đuổi theo tôi đi, đuổi theo tôi đi. Đuổi được tôi cho các người siro. Thế giới tái lai nhất thứ, đột nhiên cảm thấy đại lão thực sự rất gợi đòn. Thế giới tiểu sử, hiện tại gian thương đều lợi hại hơn chúng ta, có còn để người ta chơi game nữa không? Đại lão yên lặng làm gian thương thôi không được sao? Thế giới Trường An Minh binh công hán, Lan Chỉ, cô có bản lĩnh thì đừng chạy. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tự cho mình là thần tiên à, đến mức tôi nhìn thấy thì cậu bước không nổi. Thế giới tái lai nhất thứ, ha ha. Lúc này Minh Thủ đang bị một đám người đuổi theo như điên trên bản đồ, khu cước đại hán cũng tương đối linh hoạt, nhanh chóng giữ khoảng cách với đám truy binh phía sau. Phía trước có điểm dịch chuyển, Minh Thủ nhanh chóng bước lên. Ánh sáng lóe lên, khung cảnh trước mặt chuyển đổi, thật bất hạnh. Có người đang đánh nhau. Phụ cận Tây Tử Lâm, tôi đã nói rồi, tôi không có giành bộ trang bị của mấy người, phó bản đó là tôi đánh thắng. Phụ cận Đại Mạc Phi Tuyết, đừng có nói láo, ông đây tận mắt thấy, mau giao đồ ra đây, đừng tưởng rằng cô là nữ ông đây không dám đánh. Đính chính một chút, tạm thời còn chưa đánh nhau. Phụ cận Tây Tử Lâm, các người là quân cướp. Phụ cận Đại Cục làm trọng, bé a, em mau giao đồ ra đây, bằng không lát nữa tụi anh sẽ không nương tay đâu. Phụ cận Tây Tử Lâm, không bao giờ. Đây là đồ của tôi. Minh Thủ đi lướt qua bọn họ đối thoại, sau đó dần dần không thấy nữa. Trên thế giới có người cập nhật tọa độ của Minh Thủ, quẹo trái quẹo phải, người phía sau lập tức đuổi tới. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, các người yêu thầm tôi thật sâu nặng. Phụ cận Trường An Minh tiểu lộ, hôm nay là ngày chết của mày, mày dám trêu chọc lão đại bọn tao nhất định sẽ hành chết mày. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nói như kiểu hôm nay các người có thể đánh thắng tôi vậy. Giọng nói của Minh Thủ rất kiêu ngạo, người đuổi theo đột nhiên im lặng. Kỹ năng của thú nhân không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa trông rất ngang tài, lại cộng thêm đạo cụ. Minh Thủ rất hài lòng, cô cho rằng một mình đấu với người đứng thứ 10 của bảng xếp hạng cũng không thành vấn đề. Ánh lửa của kỹ năng game từ trên trời rơi xuống, từng tảng lớn bay đến chỗ Minh Thủ. Minh Thủ nhanh chóng tránh né, mặt đất thoáng hiện ánh sáng kỹ năng, hàn băng ngưng tụ dựng lên, nếu không nhảy nhanh chắc chắn bây giờ cô bị đông cứng trên mặt đất. Người đối diện đồng loạt xông lên, các loại ánh sáng kỹ năng lóe lên khắp bản đồ cực kỳ chói mắt. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, đánh không chúng sao. Phụ cận Trường An Minh thải hồng, đồ không biết xấu hổ, mọi người chú ý phối hợp đừng để nó trốn thoát, hôm nay ông mày nhất định phải dạy dỗ Lan Chỉ. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, thiếu niên rất có chí hướng, mua đạo cụ không? Có thể tăng cơ hội thành công đó. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại đâu. Gặp nhau tức là có duyên, tôi bớt giá cho cậu giảm 15% thế nào? Người chơi Trường An Minh hỗn loạn trong gió. Ai muốn cô giảm giá chứ, cô giảm nhiều như vậy chả ma nào dám mua. Chúng ta đang đánh nhau, tôn trọng chúng tôi một chút được không? Tên gian thương đáng chết này, người chơi tức giận giơ đao trong tay lên, khởi động kỹ năng liều mạng tấn công Minh Thủ. Minh Thủ đứng ở phía trước dùng kỹ năng tránh né, tuy rằng bị tụt hơn phân nửa máu, nhưng vẫn không chết, đa số kỹ năng đều đánh vào cái cây sau lưng cô. Ầm. Đại thụ bị lửa thiêu cháy. Ánh lửa nhuộm đỏ thân thể tất cả người chơi. Mọi người ngơ ngác nhìn đại thụ bị thiêu cháy. Bọn họ lần đầu nhìn thấy kỹ năng làm thiêu cháy đại thụ. Nhưng mà lúc này bọn họ mới phát hiện, cây này không giống với cây khác, lá cây tùm, cây sinh trưởng cũng rất tốt. Tuy rằng không biết vì sao có thể cháy, nhưng rõ ràng chuyện này không bình thường. Phụ cận đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, ai ra, các người đã gây họa rồi. Người chơi Trường An Minh trừng mắt nhìn Minh Thủ, nói giống như không có liên quan đến cô, nếu không tại cô tránh thì cây này làm sao cháy được. Tin tức hệ thống phong ấn ma giới bị phá vỡ, ma vương sắp xuất thế, mời các người chơi toàn lực ngăn cản ma vương. Tin tức hệ thống phong ấn ma giới bị phá vỡ, ma vương sắp xuất thế, mời các người chơi toàn lực ngăn cản ma vương. Tin tức hệ thống phong ấn ma giới bị phá vỡ, ma vương sắp xuất thế, mời các người chơi toàn lực ngăn cản ma vương. Tin tức hệ thống xuất hiện liên tiếp 3 lần, bất kể người chơi đang ở trạng thái gì đều có thể thấy tin tức hệ thống này. Tất cả người chơi đều bối rối, chuyện gì vậy? Sao ma vương lại xuất thế? Bản đồ còn chưa thay đổi, trận doanh tiên ma còn chưa có, sao ma vương lại xuất thế? Chuyện này và kịch bản của các người không đồng nhất với nhau, kế hoạch bị người ngoài hành tinh tha đi rồi à? Thế giới tái lai nhất thứ, quyển gì vậy? Có vị đại huynh nào giải thích cho tôi đi? Thế giới tương tư niên hoa, tôi chỉ muốn biết là ai làm. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, người của Trường An Minh làm đấy. Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, tuy rằng tôi nhìn không hiểu lắm, nhưng tôi biết cái đó không giống game tôi đang chơi, đây không phải là Tiên Ma Đại Lục tôi chơi. Thế giới tái lai nhất thứ, Trường An Minh đã làm cái gì vậy? Thế giới, Trường An Minh thải hồng, Lan Chỉ mày đứng có nói bậy trên kênh thế giới. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nhìn đi, thẹn quá hóa giận. Thế giới hôm nay ta không ăn kẹo, tuy rằng đọc không hiểu, nhưng có vẻ hoành tráng lắm. Cho nên ma vương sắp ra ngoài rồi, làm sao bây giờ? Thế giới Tây Sơn Dĩ Sơn, nhìn nhiệm vụ chính đi. Thế giới mây bay trong gió, nhiệm vụ chính không thấy thay đổi. Thế giới thần hy, nhiệm vụ chính yêu cầu người chơi tự lập đội, trong 1 tháng ngăn cản ma vương xuất thế. Thế giới tái lai nhất thứ, đây là nhiệm vụ gì vậy? Chương 361, toàn chức gian thương 8. 10 người chơi có thể hợp thành một đội, từ đại thụ bị thiêu cháy tiến vào ma giới, tìm kiếm ma vương ngăn cản hắn xuất hiện, thời gian cũng coi như thoải mái có hẳn 1 tháng. Hệ thống chưa nói sau khi thất bại có hậu quả gì không, nhưng chắc là không tốt. Tóm lại đây là một phó bản khổng lồ. Trong kịch bản chưa có ai động tới, bởi vì chẳng có người chơi nào rảnh đến phát điên đi đốt cây. Trên kênh thế giới đã tổng kết ra vì sao có vài người có nhiệm vụ này, có vài người không có. Không đủ cấp. Có thể nhận được nhiệm vụ này, đều đã hơn cấp 50. Hiện tại cấp cao nhất là 60, nói cách khác chỉ có người chơi cấp 50, đến 60 mới nhận được nhiệm vụ chính này. Lúc này Minh Thủ vẫn đang đứng bên cây đại thụ, có thể là người Trường An Minh về báo cáo với bang phái, không có thời gian tìm cô gây chuyện. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, có ai muốn lập đội không? Thế giới khô lâu, tới liền. Thế giới tái lai nhất thứ, đại lão mang tôi theo khô lâu là người thứ nhất chạy tới, tiếp theo là hộ hoa linh, theo sau hộ hoa linh là cố tiểu thỏ. Khô lâu lập tức gửi yêu cầu vào đội. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, cố tiểu bạch cấp 50 sao. Hiện tại Minh Thủ gọi nữ chính là Cố Tiểu Bạch, vì Cố Tiểu Thỏ rất ngốc, hộ Hoa Linh và Khô Lâu không có phản ứng gì, đồng ý cách gọi này của Minh Thủ. Đội hộ Hoa Linh, không phải, cô ấy nhận được nhiệm vụ. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Đội Khô Lâu, ngay cả trò chơi cũng đối xử đặc biệt với nữ chính. Đội Cố Tiểu Thỏ, tôi cũng không biết vì sao lại nhận được, nhưng hình như nhiệm vụ của tôi không giống của mọi người. Cố Tiểu Thỏ sao chép nhiệm vụ ra cho mọi người xem. Đúng thật là không giống. Nhiệm vụ của Cố Tiểu Thỏ là phong ấn. Minh Thủ mở thông tin của Cố Tiểu Thỏ, một lúc sau lặng lẽ tắt đi. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, trước kia là tôi xem thường cô, kỹ năng vẽ bùa của cô đã là cấp cao nhất, cô mới là đại lão. Đội khô lâu, sao trước kia tôi không phát hiện ra nhỉ? Ôi đại lão ẩn thân bao lâu nay? Đội Cố Tiểu Thỏ, à, là cái đó sao? Bởi vì chỉ có nó là không bị hạn chế cấp độ cho nên tôi không có gì làm, nên thường xuyên luyện kỹ năng đó. Có thể là Cố Tiểu Thỏ hoàn toàn không rõ kỹ năng vẽ bùa đạt cấp cao nhất là có ý nghĩa gì, nguyên chủ chưa từng đạt cấp cao nhất của kỹ năng này, chủ yếu là muốn đạt đến cấp cao nhất của kỹ năng này rất tốn thời gian, hầu như không thể làm gì. Nguyên chủ cả ngày bận rộn kiếm tiền, không có nhiều thời gian đi làm cái này. Phụ cận tái lai nhất thứ, đại lão, tôi muốn vào đội. Không biết từ lúc nào có một người chơi đứng bên cạnh bọn họ, nói muốn vào đội. Tổ đội yêu cầu 10 người, khô lâu gọi người của đệ nhất lâu. Nhưng dường như đệ nhất lâu không cảm thấy hứng thú với cái này nên ít người tới, chủ yếu là do người của đệ nhất lâu vốn đã ít, lại còn chưa online. cho nên người chơi tái lai nhất thứ được cho vào. Đội tái lai nhất thứ, được tiếp xúc gần với nơi này kích động quá, chụp ảnh chung đi. Đội Khuynh Hàn, Khô Lâu anh đã lâu chưa tổ chức hoạt động tập thể rồi, chúng ta phải quay về làm nghề cũ sao? Dần dần có thêm nhiều người vào đội, người nói chuyện cũng nhiều lên. Đội Nhiễm Nhiễm, cả ngày Khô Lâu toàn ở chung với đại thần Hoa Linh, làm sao có thời gian hoạt động tập thể với các người. Đội Lica, tôi nghĩ Khô Lâu và Hoa Linh, thực sự là trời sinh một đôi. Đội Xuyên Bối, tôi nói các ngươi đừng làm hủ nữ, nữa được không? Đội Khuynh Hàn, thế giới của hủ nữ thật đáng sợ. Đội tái lai nhất thứ, tôi nghĩ Khô Lâu nhất định là thụ. Đội Nhiễm Nhiễm, ha 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 chân tướng. Đội Khô Lâu, trong mắt mấy người còn có bang chủ này không? Tôi và Hoa Linh là trong sáng. Trong sáng đó biết không? Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, còn thiếu một người. Đội Khô Lâu, lát nữa tôi sẽ xử lý mấy người. Khô Lâu có kêu người, nhưng chờ nửa ngày cũng không có ai đến. Tây Tử Lâm được thêm vào đội. Đội Tây Tử Lâm, chào mọi ngu ỏi. Đội Nhiễm Nhiễm, ai đây? Đội Lica, Khô Lâu tùy tiện kéo một mỹ nữ vào, để chứng minh anh không phải người ở phía dưới sao? Ha ha không thể nào. Đội Tây Tử Lâm, hà. Đội Khô Lâu, không phải, mỹ nữ này tự xin vào đội, dù sao chỉ là dò đường tạm thời như vậy đi. Khô Lâu lười giải thích với đám khốn nạn kia, càng giải thích bọn họ càng phát cuồng. Đội Hộ Hoa Linh, đã đủ người, vào đi. Đại thần Hộ Hoa Linh phát lời, mấy người đang nói hăng say liền an phận đi theo đại thần Hộ Hoa Linh. Đội Tây Tử Lâm, à, này, chúng ta đi vào để làm gì? Đội Cố Tiểu Thỏ, không biết nữa. Minh Thủ chọn đi theo, đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt tới, chờ cô quay lại thì khung cảnh đã thay đổi, mà đối thoại trong đội là hai tiểu bạch đang trò chuyện đầy tâm đắc. Cảnh tượng phía dưới giống như lăng mộ, lúc này bọn họ đang đứng trên một cái bục cao, phía trước là hư không không có nối tiếp đến nơi nào. Bục cao trôi nổi giữa hư không, ở giữa là một cái cầu thang xoắn vòng đi xuống, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Ma chơi lơ lửng xa xa trong lăng mộ, miễn cưỡng có thể thấy hoàn cảnh xung quanh. Đội Hộ Hoa Linh, bên trái có quái. Minh Thủ mở bản đồ, quả nhiên thấy bên trái bục có quái, dáng vẻ hơi giống người Chu Nho, một loại người lùn đột biến gen, đỉnh đầu có hiện chữ thủ vệ lăng mộ. Mà thủ vệ lăng mộ đứng ở chỗ nối tiếp của bục với cầu thang, nói cách khác bọn họ phải đánh bại thủ vệ lăng mộ này mới có thể xuống bước. Nhưng vấn đề bây giờ là, làm sao đi qua, bọn họ lại không mọc cánh. Độ một lần nữa, hẹp như thế không qua được. Đội Xuyên Bối, nhảy xuống là chết đó. Đội Lica, Khô Lâu anh là bang chủ, thân là bang chủ phải có trách nhiệm của bang chủ, anh thử trước đi. Đội Khuynh Hàn, đồng ý. Đội Khô Lâu, muốn đi thì cậu đi đi, tôi không đi. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nếu đã được thiết kế ra, nhất định sẽ có cách để đi qua. Đội Hộ Hoa Linh, ừ. Đội Hộ Hoa Linh, mọi người tìm thử xem có lối bí mật nào không. Đại thần Hộ Hoa Linh lên tiếng, mọi người tách ra tìm lối bí mật. Cái bục này không lớn, trừ chỗ bàn chân của bọn họ đang đạp ra, chỉ còn lại ma chơi chiếu sáng lơ lửng hai bên. Tất cả mọi người nhanh chóng sờ từng cục gạch của bục cao, căn bản không có lối bí mật nào. Đội Tây Tử Lâm, có thế kéo nó lại đây không? Tây Tử Lâm vừa nói ra, kênh của đội im lặng một lúc. Đội Nhiễm Nhiễm, chắc là không, chúng ta không qua được, nó cũng không qua được. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, thử là biết mà, Khô Lâu anh lên đi. Đội Khô Lâu, tại sao lại là tôi? Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, vì anh là thụ. Đội Nhiễm Nhiễm, ha ha, đại lão nói chúng tim đen. Đội Lica, ha ha. Đội Xuyên Bối, thế giới hủ nữ quả thật đáng sợ. Đội Khuynh Hàn, cộng một đội Cố Tiểu Thỏ, thụ là cái gì? Sự ngây thơ gà mờ của Cố Tiểu Thỏ chọc mọi người cười vang một trận. Gần đây Cố Tiểu Thỏ vẫn đi theo bên người Hộ Hoa Linh, người đệ nhất lâu đều rất quen thuộc với cô ấy. Đội Khô Lâu, các người chờ đó cho tôi. Đội đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, nhìn anh không phải là thụ sao? Khô Lâu câm như hến, một mạch chạy đi lôi kéo thủ vệ lăng mộ đối diện. Hắn phóng kỹ năng ra vẫn trong phạm vi tấn công, nhưng thủ vệ lăng mộ chỉ dịch qua bên cạnh một chút, không hề có ý bước qua. Hủ nữ là những cô nàng rất thích các cặp nam nam yêu nhau,